Ta-da, vậy là mình đã hoàn thành xong một món ăn siêu nhanh gọn. Món bò xào với đậu Kobe giống Nhật. Đậu Kobe này là một loại rất là bổ dưỡng. Những loại rau màu xanh đậm thì mọi người đều nên cho vào trong thực đơn của gia đình mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video hướng dẫn đồ ăn của mình ngày hôm nay. Mọi thắc mắc thì mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình và mọi người lại cùng nhau đi nấu một món. Đó là mình sử dụng đỗ Kobe giống Nhật. Mình sẽ xào thịt bò cùng với đỗ Kobe. Món bò xào này thì cũng rất là nhanh gọn. Mọi người sẽ mất tầm 20 phút cho hoàn thành xong. Mình sẽ phi tỏi vào gừng lên. Thịt bò thì mình đã ướp sơ với tỏi băm và một chút dầu ăn. Mình sẽ đảo lên. Đậu Kobe giống Nhật này thì mình đã trần sơ nhé. Mọi người chỉ cần trần sơ để khi mà xào lên thì sẽ có màu xanh. Thank you.